Không chỉ những mô hình sản xuất lớn, một vài năm trở lại đây thì nhiều nông dân cũng đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm các đối tác là doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Thời sự nông thôn ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một nông dân ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động mang sản phẩm đến thuyết phục từng doanh nghiệp tiêu thụ và tìm được đầu ra ổn định cho trại thỏ của gia đình với quy mô lên đến hơn 5.000 con thỏ các loại. Từ đây thì đã mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực phát triển kinh tế trang trại của địa phương. Trang trại nuôi thỏ rộng 1.000 mét vuông với hơn 5.000 con thỏ New Zealand được anh Thắng gia cố lại trên nền chuồng nuôi gà. Rút kinh nghiệm từ thất bại trong nuôi gà do thương lái ép giá và sự biến động của thị trường, anh Thắng chủ động liên hệ với công ty dược phẩm của Nhật Bản để tìm đầu ra ổn định. Trước khi mình tìm hiểu sang con thỏ thì tôi cũng có tìm hiểu về cái đầu ra của con thỏ. Tôi cũng tình cờ cũng biết được là có một cái công ty của Nhật Bản họ đang phát triển cái vùng nguyên liệu chăn nuôi con thỏ New Zealand để phục vụ nhà máy để sản xuất dược liệu. Cho nên là tôi cũng trước khi đầu tư vào con thỏ thì tôi cũng có liên hệ với bên công ty là xin được công ty làm vùng nguyên liệu và được công ty đồng ý thì tôi bắt đầu đầu tư và bắt đầu làm. Hiện mỗi tháng, anh Thắng xuất cho công ty dược phẩm của Nhật Bản khoảng 1.000 con thỏ thương phẩm với giá bán 178.000 đồng một con. Sau khi trừ hết chi phí, anh Thắng kiếm được thu nhập từ 30 đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập đấy thì nó cũng chưa đạt như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là một cái thu nhập nó cũng là tương đối ổn định trong các năm qua. Và tôi cũng hy vọng là trong một vài năm tới nâng cao cái kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao năng suất lên để có cái thu nhập nó cao hơn một chút nữa. Để đầu ra cho thỏ được ổn định, năm 2015, anh Thắng còn mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo với 10 thành viên. Đây là một trong 10 trại thỏ thành viên của hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo. Anh Lê Văn Quang, chủ trại thỏ này cho biết, trước gia đình anh nuôi gà, ngan, lợn rất vất vả mà thu nhập lại không cao, dịch bệnh nhiều, giá cả bấp bênh. Được anh Thắng tư vấn, hỗ trợ giống và đầu ra, năm 2016, anh Quang quyết định chuyển sang nuôi thỏ. Tổng đàn mình nó khoảng 2.000 con, nói chung mỗi tháng đều đều bây giờ nó được khoảng hơn chục triệu. Chứ đến trong phút này thì mình thấy vậy là ổn định. Nhờ lựa chọn được hướng đi đúng, cách làm hay, anh Thắng đã xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó giúp nhiều thành viên, nông dân có cuộc sống khấm khá hơn.